Xin chào các bạn, đây là một một anh người đang cùng chơi với anh ở chị Tài Nam Cali và ở khu Lister Sài Gòn, đã cũng chờ, đỡ anh Tài đi diễn, đã từng chở anh Chí Tài đi diễn và cũng biết anh Hòa Linh luôn, đã từng ăn sáng ăn trưa với lại anh Chí Tài ở ngay Đồng Khởi, ngay quận Nhất luôn. Ồ, vậy hả? Anh xin giới thiệu về mình một tí chút cho bạn độc giả của Việt Chí Chú. Nickname của anh là anh Ốc. Anh Ốc là anh là đam mê bóng đá. Và anh chuyên môn làm tổ chức cho các em nhỏ và các bạn đá banh ở sân Middle School Vista View. Cho nên đó là trong đó có chủ kênh Việt Chí Chú cũng đá. Có anh Việt Chí Chú là một trong những thành viên tích cực. Nói về anh Tài thì là cái ngày mà anh Tài chết thì cách đó một hai tiếng thì cái Gin News nó báo lên, thì anh đọc cho các em mới gọi vô Hoàng Mèo, xong rồi Mèo nó nói rồi em đang quay, cho nên đúng rồi anh Ốc ơi, rồi gọi cho Long Đẹp Trai. Long Đẹp Trai nói đại ca, nó nói em buồn quá đại ca, thôi bây giờ em đang tỉnh, tâm tư nó đang xáo trộn thì thôi lúc khác đại ca gọi lại cho em nha. Thì lúc đó tụi nó đi viếng anh Tài, đưa về nhà chỗ mà pháp y á. Tài thì cả cuộc đời của ảnh không ngờ là ảnh đi cuộc đời nó vô thường là ở cái chỗ á, là sáng đó anh đi quay phim cho công ty Điền Quân, khai máy với một cái bộ phim, rồi là ảnh mới về. Thường ảnh làm cái clip là ảnh đi tập thể dục á, là ảnh không bao giờ đi cầu thang máy, đi cầu thang bộ. Và đúng ngày đúng giờ cái ảnh bị té, chắc có thể khi mà ảnh đi tập thể dục mà chạy cầu thang bộ chắc là lúc té, đó có một mình nên không ai té ở ngay tầng thứ 7 mà camera ở ngay cầu thang bộ không có. Rồi anh đi luôn, sau 2 tiếng mới phát hiện ra thì anh đi luôn rồi. Không có chăn chó gì được, không có con, nhưng mà Hoài Linh đã làm rất tốt, lại được ủy quyền của chị Phương Loan làm bé heo, rồi sau đó làm ở nhà hỏa táng, nhà hỏa táng Bộ Quốc phòng quận Gò Vấp, làm mấy tiếng đồng hồ thôi. Anh thấy cái lễ tang lễ mà anh Hòa Linh, một người tri kỷ, mà làm cho anh Chí Tài như vậy là thấy tình như vậy là tốt không? Lên và làm thật sự là chu đáo, thì nó nghĩ cho mọi người cách đến viếng một cách trật tự. Tuy rằng là không á, Hòa Linh là đạo Phật, nó có nhà thờ tổ, nhưng mà về công giáo vẫn để cho cái nghi thức của tôn giáo rất là tốt. Rồi khi mà dẫn đoàn ra tới sân bay để đưa cái hòm của anh Tài lên thì cũng tới đó rồi, và lên cũng cảm ơn. Nhưng đặc biệt có một cái em đó là Jimmer, đó là Duy Nguyễn. Em đó rất là xàm thì thật sự là nhiều anh em tới người ta, nó sợ quá rồi nó phải khoanh tay lại, nó làm cái clip để xin lỗi cái heo. Nhưng mà thôi thằng đó nếu mà trước công chúng thì ta nói nó rồi, mày đi ra ngoài tao không bảo đảm, nhưng mà ở đây thì có bao nhiêu người bao quay phim này kia không mày nói sợ xin lỗi là trễ rồi. Nhưng trước đó nó quay nhiều cái video clip xàm lắm, nói về mẹ nắm, nói về ngày kia còn viên. anh biết coi cái YouTuber là Quốc Võ Director đi đến sân bay vô sân bay mà quay nhà quà hả, anh biết không? Nhiều người đại diện đó mà cái là nói là người nhà không có được ủy quyền của chị Phương Loan, là những cái thành phần đó là yêu thích thôi, yêu thích làm, nhưng mà để làm có phải là họ lợi dụng mà lợi dụng cái gì của người ta mình không biết được, nhưng mà cũng là một cái tấm lòng, nhưng mà nhiều khi người ta làm quá lố đi, chứ còn là thương tiếc thì mình thứ sáu này, thứ bảy anh Tài hỏa thiêu rồi, thứ sáu này là tất cả gia đình chào đón mọi người tới viếng, nhìn thấy an toàn anh Tài được make up hết rồi, được nhà hoàng make up đầy đủ. Đó là lý do tại sao hai ngày từ ở ngoài sân bay mà gia đình hai ngày sau mới được nhận xác anh Tài. Anh có gửi gắm thì lời nói với những người fan hâm mộ của anh Chí Tài ở hải ngoại và ở Việt Nam không? Cái của mình với anh Tài thôi, cho mình cũng không có lời gì gửi gắm, chỉ là bạn đã banh với anh Việt thôi. Rồi sau này nhờ anh Việt một số vấn đề giúp tôi, ok? Cảm ơn anh. Việt, travel.